giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Trấn Thành Hadi Quân lập tức làm việc với luật sư khi phát hiện hành vi gây bức xúc cho nhiều nghệ sĩ. Câu chuyện về các nghệ sĩ bị lấy hình ảnh vô tội vạ mang đi quảng cáo là điều không còn gì xa lạ. Dù nhiều lần cảnh báo công khai nhưng điều này vẫn xảy ra. Mới đây MC Trấn Thành tiếp tục làm nạn nhân và quyết định làm cho mọi việc ra lẽ. Trên trang cá nhân anh khẳng định, tôi Trấn Thành khẳng định chưa bao giờ sử dụng cây massage của cửa hàng này. Tại sao các bạn lại lấy hình ảnh của tôi ra treo ngay cửa hàng và bảo là tôi đã tin dùng sản phẩm này? Không dừng lại ở đó, ông xã Hadi Quân còn cho biết, các bạn kinh doanh phải trung thực. Đây là hành vi sử dụng hình ảnh của nghệ sĩ không được sự cho phép để lừa đảo khách hàng. Luật sư của tôi đang làm đơn khởi kiện cửa hàng này. Trấn Thành mong quý vị đề cao cảnh giác để không bị lừa gạt. Bên cạnh đó, Hadi Quân cũng lên tiếng về việc trở thành nạn nhân của những vụ quảng cáo bất chấp này. Có những bạn Hadi ngồi ghế massage đem bán và quảng cáo lên mạng là không được. Hadi và anh Trấn Thành không làm đại sứ của ghế nào cả. Cô cho hay mọi người không được sử dụng hình ảnh hay lôi tên của hai vợ chồng lên những chiếc ghế này. Nữ ca sĩ từng viết review nhưng không có nghĩa là ký tên, đồng ý làm đại sứ thương hiệu để quảng bá khắp nơi. Thời gian gần đây, những ngày cực kỳ thành công của Trấn Thành khi thu về hơn 300 tỷ đồng cho phim điện ảnh đầu tiên của mình sản xuất. Bên cạnh đó, nam MC cũng bất ngờ đảm nhận vai trò MC cho ngành liên quan đến sức khỏe. Chính vì những chi tiết này, rất cần để anh bảo vệ hình ảnh hơn cho những chiêu trò trái phép. Sự việc này đã được luật sư tiến hành làm việc, có lẽ mọi tình tiết sẽ căng thẳng hơn trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.